ba mẹo để giảm cân mà ai cũng có thể làm được. Xin chào các bạn, tôi là Trung Quang Huy và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn ba mẹo để các bạn có thể giảm cân, duy trì cái trọng lượng cơ thể ở trong cái mức cho phép để không bị đau lưng, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba cái mẹo này. Thứ nhất, đó là các bạn cần phải hạn chế ăn nhiều đường và tinh bột. Các đồ ăn, đồ uống có chứa đường chúng ta nên hạn chế. Tôi không bảo các bạn phải loại bỏ hoàn toàn nhé, bởi vì là loại bỏ hoàn toàn nó không tốt, nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta đâu. Nhưng chúng ta nên hạn chế, và tinh bột cũng vậy. Trong khẩu phần ăn của chúng ta thì tinh bột nó chứa ở trong cơm, trong bánh mì, đúng không ạ? Trong các loại ngũ cốc nó có rất nhiều tinh bột, cho nên là chúng ta cần phải hạn chế ăn tinh bột. Tinh bột nó chính là nguyên nhân rất là lớn gây tình trạng tích mỡ ở trong cơ thể của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta cần phải hạn chế ăn tinh bột. Ví dụ bữa sáng bình thường ra chúng ta sẽ đã 3 bát cơm, 4 bát cơm chẳng hạn. Ví dụ thế, thì thay vào đó chúng ta có thể ăn một bát cơm thôi và nó bổ sung nhiều thêm các hoa quả, trái cây, rau xanh. Đó, thì bữa trưa bữa tối cũng vậy, bởi vì người Việt của chúng ta đang thuần ăn cơm rất là nhiều. Ăn cơm và gọi là thức ăn thì chỉ là ăn, gọi là ăn thêm thôi, còn cơm là chính. Thì chúng ta có thể là giảm cái khẩu phần tinh bột đi. Và đồ đường cũng vậy, chúng ta thường thường ăn rất nhiều bánh kẹo, ăn rất nhiều chè, nhất là vào mùa hè như này, nóng lực, đúng không ạ? Vào mùa hè nóng lực chúng ta ăn rất nhiều chè, đúng không? Mùa đông thì ăn rất nhiều các loại bánh chiên rán. Thì chúng ta cần phải giảm các đồ ăn chứa nhiều tinh bột và đường. Đó là cái yếu tố tiên quyết nhé, yếu tố đầu tiên các bạn cần phải nhớ. Đó là chúng ta cần phải giảm các đồ ăn có nhiều tinh bột và nhiều đường. Đó, cái yếu tố thứ hai đó là các bạn cần phải ăn nhiều protein, rau xanh và các chất béo tốt. Nhiều protein tức là chúng ta sẽ cần phải bổ sung những cái thực phẩm nó ít chất bột nhưng nó nhiều protein, ví dụ như các loại cá, đúng không ạ? Ví dụ như là dòng thực vật nhiều giàu protein, ví dụ thịt đỏ này, thịt bò, cả các thứ đấy ạ. Đó, và bổ sung nhiều rau xanh, đặc biệt là rau xanh. Đó, đặc biệt là rau xanh, bởi vì rau xanh nó chứa nhiều chất xơ, nó chứa nhiều khoáng chất và nó chứa nhiều vitamin, cho nên là cơ thể của chúng ta, và đặc biệt rau xanh nó chứa nhiều nước nữa các bạn. Đặc biệt là rau xanh nó chứa nhiều nước nữa, cho nên là chúng ta cần phải bổ sung ăn nhiều rau xanh hơn, đặc biệt là các loại rau hữu cơ, bởi vì hiện nay thì cái tình trạng là các thực phẩm mà chúng ta nó không còn an toàn khi mà sử dụng nhiều hóa chất bảo quản, nhiều thuốc bảo vệ thực vật hay là các loại hóa chất. Thì chúng ta cần phải nhớ là khi chúng ta ăn rau xanh như vậy, chúng ta cần phải rửa và ngâm qua nước muối, và tốt nhất là lên mua rau hoặc là sử dụng rau các bạn có thể tự trồng được, hoặc là có thể là mua rau ở các cơ sở Việt Gáp hoặc là các cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó, thì khi chúng ta ăn rau thì nó có cách như này. Bình thường ra các bạn sẽ ăn rau luộc, rau xào, đúng không ạ? Nhưng mà tốt nhất là nên ăn rau sống ít sơ chế. Đó, thì khi chúng ta ăn rau như vậy, vừa bổ sung nước cơ thể, vừa bổ sung vitamin vào cơ thể và vừa bổ sung nhiều chất xơ vào cơ thể, cho nên là khi đó thì cơ thể của chúng ta vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng mà lại không lo bị béo. Đó, thì đó là cách thứ hai. Các bạn nếu thấy bạn bè của mình mà ai đang ít ăn rau, ăn nhiều cơm thì hãy tag tên họ vào cái video này để họ hiểu rằng họ cần phải ăn như thế nào để có thể là có một cơ thể khỏe mạnh, đúng không ạ? Không bị béo phì thì sẽ giảm được nguy cơ rất là lớn về các bệnh về xương khớp, các bệnh về tim mạch hay là các bệnh về mỡ máu, tiểu đường. Tất cả rất nhiều các loại bệnh nó đều có nguyên nhân khởi phát từ tình trạng béo phì các bạn nhé. Đó, thứ ba, bí quyết thứ ba đó là các bạn cần phải có chế độ luyện tập thể dục thường xuyên. Một ngày nên dành cho mình khoảng 30 phút chúng ta luyện tập thể dục. Chúng ta có thể là đi bộ hoặc chạy bộ, như trong video trước tôi có nói là chạy bộ nó tốt, nhưng tốt với tùy người. Chúng ta có thể bơi lội, chúng ta có thể chơi cầu lông, tennis, bóng chuyền. Một ngày chúng ta nên dành ra cho mình ít nhất 30 phút để tập thể dục, đúng không? Đều đặn thì nó giúp cho chúng ta đốt cháy được cái lượng calo, đúng không? Tiêu hao lượng calo mà bình thường ra khi chúng ta làm năng lượng vào mà chúng ta không vận động thì nó sẽ có tình trạng calo dư thừa. Và khi calo dư thừa đó nó sẽ chuyển hóa tích tụ thành mỡ thì gây tình trạng béo, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta luyện tập như vậy thì nó sẽ đốt cháy đi cái lượng calo thừa, và đặc biệt khi tập thể dục nữa thì nó sẽ đẩy cái nhịp tim của bạn lên cao và nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là ba cái phương pháp mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là hạn chế ăn nhiều đồ ăn có nhiều tinh bột và đường,
đúng không ạ? Thứ hai đó là chúng ta cần phải bổ sung nhiều rau xanh, các thực phẩm chứa nhiều protein và các chất béo tốt. Đó. Thứ ba đó chúng ta cần phải duy trì cái chế độ luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn mỗi ngày. Mỗi ngày hãy bớt ra cho tôi 30 phút đúng không ạ? Hãy bớt ra cho tôi 30 phút, bỏ điện thoại xuống và hãy chạy bộ, hoặc nhà nào bạn nào sân rộng nhà tôi chẳng hạn thì có thể quét nhà, quét cổng, quét sân, ví dụ như vậy, để giúp cho cơ thể của chúng ta được toát mồ hôi ra. Đó. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh YouTube giúp tôi, và nhớ hãy tag tên người bạn của mình vào, những người mà đang có nguy cơ béo phì, những người mà đang có một chế độ ăn không hợp lý, bạn hãy tag tên họ vào và họ sẽ vô cùng biết ơn các bạn khi mà họ có một sức khỏe tốt, một sức khỏe tuyệt vời các bạn nhé. Ok, xin chào bạn, tôi là Trung Công Huy, bye bye.